Vì sao Trung Quốc sẽ chết vì chính những siêu đập thủy điện khổng lồ của mình? Kính chào quý vị đã quay trở lại với Việt TV. Thưa quý vị, Trung Quốc thời nay thường tự hào với những công trình siêu của mình. Siêu lớn, siêu dài, siêu nặng, siêu to, khổng lồ. Đương nhiên, ấn tượng của chúng ta trước những kỳ quan to lớn vẫn là rất sâu đậm. Dẫu vậy, kỳ quan nhân tạo rõ ràng là không thể trường tồn mãi mãi. Mà nhất là những kỳ quan được tạo ra từ khối óc hiếu thắng và bàn tay nóng vội của Bắc Kinh, càng không đáng tin lắm về độ an toàn. Cứ nhìn những vết nứt lớn ở thân đập thủy điện Tam Hiệp và sự biến dạng của nó mỗi mùa nước lũ về là ta sẽ hiểu độ uy tín đến đâu. Ấy vậy mà Bắc Kinh vẫn còn muốn xây thật nhiều con đập nữa. Con sau lại phải to hơn con trước. Đúng như lời một bài hát nào đó, xây cho nhà cao cao mãi cao mãi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem họ xây đập như thế nào quý vị nhé. Dự án siêu đập của Trung Quốc. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, quốc gia này có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn mọi quốc gia khác trên thế giới. Đa số chúng đều là những con đập đập vừa và nhỏ. Cụ thể hơn, Trung Quốc sở hữu gần một nửa trong số 50.000 con đập lớn trên thế giới, nhiều gấp 3 lần Mỹ. Từ năm ngoái, truyền thông Ấn Độ đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một con đập mới trên sông Mahajanjangbo ở Tây Tạng, gần ngã ba. Theo các nguồn tin từ cơ quan an ninh, con đập mới nằm cách ngã ba khoảng 16 km về phía Bắc và đối diện với khu vực Kalapani của Uttarakhand. Mahajanjangbo bắt nguồn từ quận Nagari của Tây Tạng, chảy qua Nepal vào sông Ghagara trước khi nhập vào sông Hằng ở Ấn Độ. Đến tháng 2 năm nay, tạp chí khoa học đã đăng tải một bài báo của nhà báo cấp cao Tom Hale với tiêu đề Trung Quốc đang xây dựng siêu đập đầu tiên trên thế giới dọc theo Yalungjangbo. Con đập sẽ nằm ở hạ lưu sông Yalungjangbo, phần trên của sông Brahmaputra của Ấn Độ, giữa chân đồi của dãy Himalaya ở khu tự trị Tây Tạng. Con sông chảy dọc theo hẻm núi lớn Yalungjangbo, hẻm núi sâu nhất thế giới, chảy dài 534,6 km, chỉ dài hơn một chút so với hẻm núi Grand Canyon ở Mỹ. Sông Brahmaputra là một trong những con sông dài nhất thế giới, bắt nguồn từ Tây Tạng và kết thúc ở vịnh Bengal. Vấn đề nằm ở chỗ Ấn Độ và Bangladesh nằm ở hạ lưu của hệ thống sông và phụ thuộc nhiều vào vùng nước của nó. Cho nên hành động âm thầm xây dựng siêu đập mà không có sự thảo luận với các quốc gia vùng hạ lưu là vi phạm các nguyên tắc của Công ước Quốc tế về sử dụng và bảo vệ các nguồn nước được chia sẻ. Một trong những công ước quốc tế liên quan đến vấn đề này là Công ước về luật sử dụng hòa bình các sông chảy quốc tế được ký kết tại Helsinki, Phần Lan năm 1966. Theo công ước này, các quốc gia sử dụng sông quốc tế cần thông báo và thảo luận với các quốc gia hạ lưu về bất kỳ dự án nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc lượng nước của sông đó. Việc không thực hiện trao đổi thông tin và hợp tác có thể tạo ra mối lo ngại và gây ra tranh chấp về tài nguyên nước, đặc biệt là đối với các quốc gia hạ lưu. Tại sao lại cáo buộc Trung Quốc là bí mật xây đập? Thực tế, các nhà báo, điều tra của một số kênh truyền thông cả Ấn Độ lẫn nước ngoài đã đăng tải thông tin về nó. Nhưng Trung Quốc không bao giờ làm rõ quy mô và phạm vi địa lý của các dự án này, nên chúng vẫn bị che giấu trong bí ẩn. Nhìn trên bản đồ này, chúng ta sẽ thấy con sông bắt nguồn từ khu tự trị Tây Tạng, sông Yalungjangbo chảy vào Ấn Độ với tên gọi Brahmaputra và cuối cùng tạo thành vùng đồng bằng ở Bangladesh. Sau khi chảy dài một thêm 100 km về phía đông với nhiều nhánh sông, con sông đột ngột chuyển hướng về phía đông bắc và cắt một dòng chảy qua một chuỗi các hẻm núi hẹp giữa các khối núi cuối phía đông của dãy Himalaya. Nó rẽ về phía nam, băng qua Trung Quốc, đường kiểm soát thực tế của Ấn Độ, LIC, với các bức tường hẻm núi kéo dài lên trên từ 5.000 mét ở hai bên tạo thành một hẻm núi sâu khi nó đi vào Ấn Độ. Và Trung Quốc có kế hoạch sản xuất thủy điện tại điểm trên, Yalungjangbo, Brahmaputra, nơi dòng sông uốn cong đột ngột, quay đầu hình chữ U trước khi vào Ấn Độ. Giới chức Trung Quốc tuyên bố rằng con đập có thể cung cấp 300 tỷ kWh điện sạch, tái tạo và không thải carbon hàng năm. Điều này sẽ giúp Bắc Kinh đạt được các mục tiêu năng lượng sạch của mình. Với số lượng đập khổng lồ mà chúng ta đã nói ở phần đầu, Bắc Kinh đang tham gia vào cuộc chiếm đoạt nước lớn nhất trong lịch sử. Đặc biệt chú ý là họ xây dựng nhiều con đập trên tất cả các con sông lớn chảy ra khỏi cao nguyên Tây Tạng và chảy qua nhiều quốc gia. Con đập này theo kế hoạch thì cho công suất vượt trội. Sẽ thay thế cả về quy mô và công suất của đập Tam Hiệp, hiện là cơ sở thủy điện lớn nhất thế giới. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc có hệ thống đập khổng lồ trên thượng nguồn của sông Mekong. Bắc Kinh đã dùng nguồn nước để khuất phục các quốc gia ở hạ lưu con sông này.
Cho nên, việc Trung Quốc công bố siêu đập khổng lồ ngay gần biên giới Ấn Độ, ở trong thời điểm mà quan hệ hai nước đang xấu đi, nó cho thấy một vấn đề. Trung Quốc có một bức màn bí mật xung quanh dự án của mình, nhằm ngăn chặn phản ứng của quốc tế đối với việc xây dựng con đập. Họ muốn tống tiền hoặc áp đặt quyền lực mềm lên các quốc gia như Ấn Độ và Bangladesh vì con đập của Trung Quốc có khả năng thay đổi đáng kể dòng chảy của hệ thống sông. Ấn Độ lo ngại rằng nguồn cung cấp nước của quốc gia họ về cơ bản có thể bị Trung Quốc tống tiền. Những tranh chấp tương tự đã xảy ra ở những nơi khác trên thế giới. Ethiopia đang ở giữa một hệ thống đập thủy điện đang phát triển, gây nhiều tranh cãi trên sông Nin Xanh, khiến Ai Cập khó chịu vì lo ngại nó có thể cắt đứt nguồn nước quý giá của sông Nin. Tương tự như vậy, việc kiểm soát khu phức hợp sông Tigris và Euphrates có nguy cơ làm rung chuyển các cuộc cạnh tranh lâu đời ở Trung Đông. Đặc biệt lưu ý, con đập khổng lồ này là dự án rủi ro nhất thế giới vì nó được xây dựng trong khu vực có hoạt động địa chấn. Điều này khiến nó có khả năng trở thành một quả bom nước tích tắc đối với các cộng đồng hạ nguồn ở Ấn Độ và Bangladesh. Điều đáng báo động là phần phía đông nam của cao nguyên Tây Tạng thường xảy ra động đất vì nó nằm trên đường đứt gãy địa chất, nơi các mảng Ấn Độ và Á Âu va chạm nhau. Trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 dọc theo vành phía đông cao nguyên Tây Tạng đã giết chết 87.000 người và thu hút sự chú ý của quốc tế đến hiện tượng áp lực do hồ chứa gây ra từ hồ chứa của đập. Có thể đã góp phần gây ra trận động đất. Theo logic thông thường, đập Tam Hiệp còn làm chậm vòng quay của trái đất. Giờ một con đập lớn hơn cả đập Tam Hiệp lại được xây dựng ở một nơi vô cùng nhạy cảm, nơi các vết nứt và đứt gãy địa chất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì trọng lượng của hàng trăm triệu mét khối nước chứa trong hồ chứa của đập có thể đã gây ra các áp lực kiến tạo nghiêm trọng và gây đứt gãy lớn các mạch địa chất. Và đương nhiên, điều này cũng đủ là cơn ác mộng kinh hoàng đối với Ấn Độ và Bangladesh. Nhưng ngay cả khi không có động đất, siêu đập mới vẫn có thể là mối đe dọa đối với các cộng đồng ở hạ lưu. Nếu những cơn mưa gió mùa xối xả gây ra lũ quét ở Great Bend của Brahmaputra, chỉ cách đây vài năm, khoảng 400 triệu người Trung Quốc đã gặp nguy hiểm sau khi lũ lụt kỷ lục gây nguy hiểm cho đập Tam Hiệp. Và điều gì xảy ra vào mùa mưa lũ nếu con đập lớn hơn cả Tam Hiệp này quá sức chứa? Ít nhất có khoảng 14 triệu người kiếm sống ở lưu vực sông Brahmaputra, trong đó có 39 triệu người ở Ấn Độ. Tuy nhiên, gánh nặng của sự tàn phá môi trường mà siêu dự án có thể gây ra sẽ do Bangladesh gánh chịu ở đoạn cuối của con sông. Tình trạng này giống hệt với Việt Nam khi ở điểm cuối cùng của con sông Mekong trước khi đổ ra biển. Không chỉ đe dọa tới Ấn Độ và Bangladesh, nó còn gây thiệt hại về môi trường có khả năng kéo dài đến tận Tây Tạng, một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới. Trên thực tế, với siêu đập của mình, Trung Quốc sẽ xúc phạm khu vực hẻm núi, vốn là thánh địa quan trọng của người Tây Tạng. Nói như vậy để thấy, quả bom nước hẹn giờ và cuộc chiến tranh nước đã được Trung Quốc kích hoạt. Để hiểu tại sao lại nói đây là một quả bom hẹn giờ và cuộc chiến tranh nước đã được kích hoạt, chúng ta sẽ thảo luận sâu về rủi ro của nó. Sông Brahmaputra vốn được coi là huyết mạch của vùng Đông Bắc Ấn Độ. Trung Quốc muốn xây dựng thủy điện khổng lồ trên dòng sông xuyên biên giới này. Đây rõ ràng là kế hoạch trả thù ở Đông Ladakh, vì chỉ cần tích trữ nước ở con đập này vào mùa khô, nó sẽ gây ra hạn hán nghiêm trọng ở vùng Đông Bắc Ấn Độ. Chưa dừng lại ở đó, nếu trong mùa mưa lũ, Trung Quốc chỉ cần xả đập ồ ạt, nó cũng đủ tạo ra lũ quét nghiêm trọng ở các thành phố hạ nguồn của Ấn Độ. Rõ ràng, Trung Quốc đang dùng nước để tạo ra đòn bẩy chiến lược trong thời kỳ xung đột giữa hai gã khổng lồ ở châu Á. Trung Quốc có thể muốn tạo ra một sông Mekong khác từ Brahmaputra, giống như đã bắt đầu gây áp lực ngoại giao lên Trung Quốc. Ấn Độ cũng đưa ra kế hoạch giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ là có thể xây dựng một dự án thủy điện 10 GW ở Arunachal Pradesh để giảm thiểu tác động bất lợi từ các dự án đập ở Trung Quốc. Vấn đề nằm ở chỗ, Trung Quốc bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây đập trên sông là một thách thức không thể vượt qua. Đây là hẻm núi sâu nhất thế giới, và nếu Trung Quốc phải sử dụng sông cho bất kỳ mục đích thực tế nào, họ sẽ phải nâng mực nước lên vài nghìn mét, khiến toàn bộ dự án trở nên quá tốn kém và thiếu thận trọng. Do đó, tiền vẫn là chủ chốt. Bây giờ nếu Ấn Độ vận động được quốc tế thừa nhận sự độc lập của Tây Tạng, chắc chắn không chỉ Ấn Độ, Bangladesh an toàn, mà cả cộng đồng các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong cũng có thể sống sót. Đây cũng là lý do mà nhiều chính trị gia Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ của ông Modi bắt đầu thay đổi từ khái niệm rằng Ấn Độ không có chung đường biên giới với Trung Quốc, mà họ giáp biên giới với Tây Tạng. Đây là cách thay đổi bằng khái niệm trước khi thay đổi vấn đề cốt lõi.
Thành thật mà nói, điều gì cũng có tính hai mặt của nó. Trung Quốc có lợi thế về sức mạnh nguồn nước, nhưng chính hệ thống đập khổng lồ cũng đang khiến Trung Quốc kích nổ quả bom hủy diệt. Nồi nước sôi đang trên đầu của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Khi lũ lụt xảy ra trong mùa lũ, tranh cãi xung quanh các con đập lại nảy sinh. Một số người nói rằng, phương Tây đã bắt đầu dỡ bỏ các con đập. Trung Quốc có số lượng đập lớn nhất thế giới. Tại sao vẫn cứ xây đập? Có người thì cho rằng, các con đập mang lại những lợi ích như kiểm soát lũ lụt, sản xuất điện và cung cấp nước. Nhưng thực tế thì hệ thống đập của Trung Quốc lại không đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu của nó. Chưa kể đến những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và phát triển xã hội. Làm thế nào để có cái nhìn toàn diện về đúng sai trong việc xây dựng đập? Có một lối tư duy rất ngược của giới chức Bắc Kinh. Họ coi đập lớn là biểu tượng của nền văn minh công nghiệp của loài người. Ấy thế nhưng, sự thật lại là, sau gần một thế kỷ phát triển, hầu hết các nước phát triển đã bước vào thời kỳ hậu đập và đang suy nghĩ sâu sắc về môi trường sinh thái và những tác động tiêu cực đến xã hội của việc xây dựng các con đập. Trong bối cảnh đó, phong trào chống đập quốc tế đã phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc thì lại điên cuồng xây đập. Số lượng đập của Trung Quốc chiếm tới 52% tổng số đập của thế giới, gấp 3 lần Mỹ và gấp 5 lần Ấn Độ. Mặc dù vậy, chỉ có 24% nguồn thủy điện của Trung Quốc được phát triển. Nhưng xu hướng đi ngược này lại gây ra nhiều tranh cãi cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là, tại sao tiếng nói phản đối đập ngày càng gia tăng trên toàn thế giới? Con người đã xây dựng các con đập trong 3.000 năm qua. Sự xuất hiện của hàng loạt các con đập bắt đầu từ cách mạng công nghiệp và hầu hết các con đập lớn chỉ được xây dựng vào thế kỷ 20. Kỷ nguyên xây dựng đập toàn cầu bắt đầu từ đập Hoover ở Hoa Kỳ. Đến năm 2003, 49.697 con đập đã được xây dựng trên khắp thế giới. 90% số đập này được xây dựng sau Thế chiến thứ hai, đạt đỉnh cao vào những năm 1970. Kể từ đó, tốc độ xây dựng đập có xu hướng giảm. Trong chưa đầy một thế kỷ, nhân loại đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong việc xây dựng đập. Hiện nay, tất cả các con sông lớn trên thế giới đều có đập. Tổng dung tích chứa nước của các hồ chứa trên thế giới tương đương gấp 5 lần dung lượng nước của tất cả các con sông trên thế giới. Nó có diện tích tương đương 0,3% diện tích đất liền của trái đất và cung cấp 19% điện năng của thế giới. Trong phần lớn thế kỷ 20, các con đập được coi là biểu tượng của sự tiến bộ. Những con đập hiện đại là công trình kiến trúc đơn lẻ lớn nhất của nhân loại và phản ánh rõ nhất những thành tựu của nhân loại trong việc biến đổi thiên nhiên. Đập cung cấp điện, cung cấp nước ngọt tưới tiêu cho đất nông nghiệp, chứa lũ và được coi là biểu tượng của sự phát triển xã hội và tiến bộ khoa học. Nhưng theo thời gian, quan điểm của xã hội về các con đập đã thay đổi và người dân dần dần nhận ra rằng đập mang lại lợi ích kinh tế nhỏ hơn so với những tác hại tiêu cực mà nó mang tới cho nhân loại. Trước những năm 1980, những tranh cãi về việc xây dựng đập chủ yếu liên quan đến từng dự án cụ thể, chẳng hạn như tranh cãi quốc tế xung quanh đập cao Aswan. Năm 1984, hai nhà sinh thái học người Anh xuất bản Tác động xã hội và môi trường của các đập lớn. Đây là cuốn sách đầu tiên thu thập các quan điểm chính thống chống lại đập và cho rằng các vấn đề do đập gây ra không phải là vấn đề cụ thể đối các dự án hoặc khu vực cụ thể. Sau đó, các tổ chức chống đập quốc tế đã phát động hàng loạt chiến dịch nhằm phản đối các con đập. Trong đó nổi tiếng nhất là tuyên bố Maniberry năm 1974, được hai nền tổ chức ở 40 quốc gia ký kết, kêu gọi Ngân hàng Thế giới đánh giá toàn diện về việc cho vay tiền để xây dựng các dự án đập. Năm 1997, Hội nghị chống đập thế giới đầu tiên được tổ chức tại Curitiba, Brazil, và tuyên bố Curitiba đã được thông qua. Ngày 14 tháng 3 hàng năm được chỉ định là Ngày Thế giới chống đập. Hội nghị này đánh dấu một giai đoạn mới cho phong trào tẩy chay đập và phong trào chống đập quốc tế bắt đầu có vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Phong trào chống đập đang diễn ra đã thúc đẩy Ngân hàng Thế giới và Liên minh Bảo tồn Thế giới thành lập Ủy ban Thế giới về đập năm 1998. Sau gần 3 năm làm việc chăm chỉ, Ủy ban Thế giới về đập đã xuất bản Đập và Phát triển, khung ra quyết định mới vào cuối năm 2000. Đây là báo cáo toàn cầu đánh giá độc lập toàn diện đầu tiên trên thế giới về sự thành công và thất bại của các con đập trong việc thúc đẩy phát triển. Báo cáo chỉ ra, đập đóng góp đáng kể vào sự phát triển của con người và mang lại lợi ích đáng kể. Tuy nhiên, những chi phí không thể chấp nhận được và thường không cần thiết phải trả để đảm bảo những lợi ích này từ đập, đặc biệt là chi phí xã hội và môi trường. Báo cáo phản ánh những xu hướng mới nhất
trong phong trào chống đập quốc tế. Và việc công bố báo cáo này đã gây ra một vòng tranh luận quốc tế mới về ưu điểm và nhược điểm của các con đập. Khi những tiếng nói chống đập lần lượt nổi lên trên khắp thế giới, một phong trào dỡ bỏ đập đã lặng lẽ bắt đầu. Hoa Kỳ, quốc gia đầu tiên xây đập, bắt đầu dỡ bỏ đập từ cuối thế kỷ trước. Tính đến nay, đã có hơn 1.000 con đập được dỡ bỏ. Các quốc gia như Thụy Sĩ, Canada, Pháp và Nhật Bản cũng đã bắt đầu dỡ bỏ đập. Đánh giá thực trạng hiện nay, phong trào dỡ bỏ đập ở các nước phát triển tuy có tính đến việc khôi phục hệ sinh thái sông, nhưng phần lớn là vì lý do kinh tế. Phần lớn các đập được dỡ bỏ là đập nhỏ, tuổi thọ đã vượt quá mức hữu ích, chức năng của chúng đã bị mất, hoặc bản thân chúng là đập rất nguy hiểm và chi phí bảo trì cao, nên việc phá dỡ là phương án tiết kiệm nhất. Có một thực tế là trên toàn cầu, trung bình chỉ có khoảng 1/3 nguồn thủy điện được phát triển. Nói như vậy để thấy, cái lợi chẳng bỏ cho cái hại, cho nên thế giới đã hờ hững với việc xây đập. Có những cái hại nào? Đầu tiên, các con đập thường không đạt được lợi ích kinh tế như mong đợi. Trong số các dự án được Ủy ban Đập Thế giới thanh tra, hơn một nửa số dự án thủy điện phát triển dưới giá trị dự kiến, 70% dự án không đạt mục tiêu cấp nước và một nửa số dự án không cung cấp đủ nước tưới tiêu hay khả năng kiểm soát lũ lụt. Lời nói về việc hệ thống đập có thể chống lũ thực ra là mang lại cho người dân cảm giác an toàn sai lầm. Ngược lại, nó thực sự làm tăng tổn thất do lũ lụt hoặc làm giảm khả năng chống lũ lớn hơn của hạ lưu. Ngoài ra, chi phí trung bình của các con đập bị vượt quá 5-6% và thời gian xây dựng, 50% số đập bị trì hoãn từ 1 năm trở lên. Quan trọng hơn, thông thường một con đập sau khi vận hành được 50-100 năm sẽ phải ngưng hoạt động do bồi lắng và lão hóa. Mỗi năm có 1% hồ chứa trên thế giới bị bồi lắng và bị loại bỏ. Việc loại bỏ đập đòi hỏi phải đầu tư rất lớn về chi phí. Đáng nói là yếu tố này lại luôn không được xem xét khi mà người ta xây dựng đập. Báo cáo của Ủy ban Đập Thế giới tin rằng, hầu hết các kế hoạch xây dựng đập đều đánh giá quá cao tuổi thọ sử dụng và lợi ích kỹ thuật của các hồ chứa, và hầu hết các đập đều không đạt được mục đích dự kiến. Thứ hai là chi phí xã hội liên quan đến đập bị đánh giá thấp rất nhiều. Khoảng 40-80 triệu người trên khắp thế giới đã phải di rời do xây dựng các con đập, và phần lớn trong số họ vẫn nghèo hoặc rơi vào tình trạng nghèo đói. Những người bị ảnh hưởng bởi dự án, bị mất sinh kế hoặc điều kiện sống bị suy giảm cũng rất lớn và hiếm khi nhận được tiền bồi thường. Có thể nói, đập mang lại lợi ích cho người giàu, còn người nghèo thì phải chịu chi phí, đứng trước thách thức phân phối xã hội không công bằng và cũng là một trong những yếu tố dẫn đến bất ổn xã hội. Thứ ba là tác động môi trường của các con đập lớn hơn những gì mà người ta nhận ra. Người ta đã sớm nhận ra đập thủy điện gây thiệt hại cho hệ thống sinh thái sông, gây ra những tác động như làm suy giảm chất lượng nước, suy thoái nguồn lợi thủy sản, giảm đa dạng sinh học, suy thoái sinh thái vùng cửa sông. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng các con đập thải ra khí nhà kính do lượng lớn thảm thực vật ngập nước. Trong một số trường hợp, lượng phát thải nhà kính từ các hồ chứa thậm chí còn lớn hơn lượng phát thải từ các nhà máy nhiệt điện than với cùng công suất lắp đặt. Ngoài ra, những tác động môi trường do đập gây ra mang tính lâu dài, tích lũy và không thể khắc phục. Nhiều tác động vẫn chưa được người dân nhận biết, có thể nói là những thí nghiệm môi trường với rủi ro cao. Thứ tư, người ta thường đánh giá quá cao khả năng khắc phục những tác động tiêu cực của đập thủy điện. Ý tưởng thiết kế đập là tìm kiếm lợi ích và tránh tác hại. Theo truyền thống, người ta tin rằng nhiều tác động tiêu cực do đập gây ra có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ thông qua các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành đập hiện tại cho thấy, do khó dự đoán và ngăn ngừa tác động môi trường của đập, nên các biện pháp khắc phục chỉ mang tính cục bộ và kết quả rất là hạn chế. Ví dụ, một nghiên cứu của Ủy ban Thế giới về đập cho thấy, trong số 87 dự án được xây dựng, được kiểm tra, chỉ có 23,2% có kế hoạch giảm tác động môi trường. Và trong số 47 dự án đã thực hiện các biện pháp giảm tác động môi trường, thì chỉ có 19,7% các biện pháp được thực hiện thành công, 40,9% biện pháp thất bại. Thứ năm, văn an toàn của quá trình ra quyết định về đập hiện nay đã được chứng minh là thường xuyên thất bại. Về lý thuyết, việc đánh giá đầy đủ các tác động môi trường có thể có của một con đập có thể làm cơ sở cho việc ra quyết định xem dự án có khả thi hay không. Thật không may, trên thực tế, trong nhiều trường hợp, chính phủ và các công ty xây dựng đập lại sử dụng hệ thống này như một con dấu cao su cho các dự án đã được quyết định xây dựng.
Ngoài ra, các con đập còn tạo ra cơ hội cho tham nhũng phát sinh. Và các quan chức chính phủ, các công ty xây dựng đập và ngân hàng phát triển ủng hộ các dự án đập hơn là loại trừ các dự án khác tiết kiệm chi phí hơn, đặc biệt là các dự án năng lượng và nước nhỏ phi tập trung. Các khía cạnh trên là những bài học rút ra từ thực tiễn xây đập hiện có trên khắp thế giới. Có hai điều chúng ta quan tâm ở đây. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại xây nhiều đập đến như thế? Và nó có phải là vì mục đích kinh tế hay không? Chắc chắn không phải là vì mục đích kinh tế, mà nó còn để phục vụ cho lợi ích chính trị. Và cách mà Trung Quốc thiết lập quyền lực mềm lên các quốc gia phụ thuộc vào những con sông mà nước này ở thượng nguồn. Có một chi tiết lưu ý là trong số 98.000 công trình, hơn 80% số đập đã quá 40 tuổi, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng lần lượt vượt quá sức chống chịu của thủy thân? Chỉ cần đập Tam Hiệp vỡ thì nó có thể cuốn trôi khoảng 400 đến 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử. Trong đó, các vùng thịnh vượng nhất như là Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải đều sẽ bị xóa sổ. Đã có vài thử nghiệm cho thấy, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống ngay lập tức sẽ biến Nghi Sương, Hồ Bắc thành bình địa, với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của các tỉnh thành Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước. Ngay sau vỡ đập sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra do vỡ đập. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về sẽ san phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn. Thiệt hại về người và vật chất lúc này là không thể đếm được. Vâng, quý vị thấy đấy, hậu quả xảy ra sẽ là ngoài sức tưởng tượng. Ấy vậy mà Trung Quốc vẫn âm thầm xây dựng một con đập lớn hơn cả đập Tam Hiệp ở một nơi có nền địa chất phức tạp và vô cùng nguy hiểm. Đây chắc chắn không phải là vì lợi ích kinh tế, mà nó là con bài cuối cùng kiểu chết thì cùng chết để mà nhằm đe dọa các quốc gia ở hạ lưu. Đây là một nước cờ của Chí Phèo, chứ không phải là cách chơi của một cường quốc đang muốn được quốc tế thừa nhận và trao cho họ vị thế lãnh đạo toàn cầu. Không ngẫu nhiên mà thế giới họ cứ nói về việc chống Trung Quốc hay Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ mục tiêu. Nó không đơn thuần chỉ là quyền lực, mà nó còn là tham vọng và dã tâm. Bởi vậy mới nói, không thể so sánh Trung Quốc với Nga trong cuộc chiến toàn cầu được. Trung Quốc sẽ không thể chịu đựng được áp lực lớn từ thế giới khi mà thế giới đoàn kết chống lại họ. Cho nên chỉ cần các nước phát triển dưới một sự lãnh đạo của một chính phủ có tầm nhìn chiến lược, chắc chắn là Trung Quốc không còn quá nhiều nguy hiểm đe dọa tới nhiều quốc gia trong khu vực và cả những nơi mà họ đặt chân để thống trị. Thưa quý vị, cách đây hơn 40 năm, Việt Nam bị xếp vào hàng quốc gia nghèo nàn, lạc hậu nhất thế giới. Cả nước phải ăn cơm độn bo bo, cái gì cũng thiếu. Kể từ sau khi thời kỳ đổi mới, thoát khỏi đói nghèo, cuộc sống của người dân ngày nay được cải thiện hơn. Nhưng vẫn không ít người mỉa mai và chê bai rằng Việt Nam chỉ là đất nước dựa vào nông nghiệp lạc hậu, dựa vào sản xuất nông nghiệp để xuất khẩu, chứ chưa thể sáng kiến ra được những gì gọi là ngành công nghiệp. Nhưng xin thưa rằng, hiện nay Việt Nam ta đã sản xuất những thứ phức tạp và hiện đại. Nền công nghiệp Việt Nam có thể tự chủ được như tàu chiến, UAV hiện đại, vệ tinh. Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã có bước phát triển nhanh vọt. Và theo đó, Việt Nam đã có thể tự sản xuất ra những loại vũ khí có tính sát thương lớn hay những chiếc máy bay không người lái có nhiều ưu điểm vượt trội khiến Mỹ đã phải đặt mua số lượng lớn cho mình. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Và như ở đầu video, Đại tướng Phan Văn Giang đã tuyên bố Việt Nam có thể đóng tàu cho cả thế giới, kể cả là tàu chiến hiện đại có tải trọng khủng hàng đầu. Vậy thực sự thì nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam mạnh tới đâu? Có đúng như lời tướng Giang khẳng định? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video số này của Việt TV. Trong một lần họp quốc hội, Việt Nam thảo luận về dự án lập công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Khi cho ý kiến, đa số các đại biểu đều tán thành sự cần thiết của Viện Xây dựng Luật, đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm một số vấn đề mang tính chất lực toàn cầu. Trong cuộc hội thảo này, có đại biểu cho rằng dự án luật cần thể hiện rõ hơn nữa tư duy hướng biển, tiến ra biển, làm chủ biển, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên môi trường và không gian biển. Bởi vì theo lời đại biểu này, Việt Nam là quốc gia sở hữu hơn 3.000 đảo và quần đảo lớn nhỏ. Theo đó, biển đảo chính là một môi trường sinh tồn, phát triển, đời đời, bền vững của dân tộc. Nhất là khi Biển Đông có lợi thế quan trọng về địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế, địa tự nhiên đối với nhà nước. Vì thế, dự án luật cần được tiếp cận theo hướng gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong đó, nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển là trọng tâm hàng đầu. Cùng với những nhận định sắc bén đó đã nhận được sự tán đồng của hầu hết các đại biểu có mặt trong buổi hội thảo hôm đó.
Sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang đưa ra lời giải thích ngắn gọn xúc tích rằng đất nước của chúng ta là đất nước làm giàu từ biển, thì công nghiệp quốc phòng không phải chỉ là phục vụ ở trên mặt đất. Vì vậy, chúng ta sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Ví dụ như việc chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi chứ không phải chỉ là mỗi cái tàu đánh cá đâu. Chúng ta có cả các dây chuyền sản xuất, kể cả dây chuyền sản xuất các loại vũ khí chiến lược bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không mà còn cả trên mặt nước nữa. Mà như lời video đã trích dẫn lời của tướng Phan Văn Giang. Vâng, đối với những ai không theo dõi sự phát triển mạnh mẽ nền quốc phòng Việt Nam, chắc chắn sẽ cho rằng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chỉ đang nói quá trước các vị đại biểu đến từ khắp các tỉnh thành. Nhưng còn nói với những người thực sự am hiểu, thì hầu hết mọi người đều biết những gì mà tướng Giang nói vẫn còn rất khiêm tốn so với những gì mà Việt Nam đã làm được trong thời gian qua. Bởi vì cách đây hơn mấy năm, đất nước hình chữ S đã cho ra đời những con tàu made in Việt Nam, khiến cho cả thế giới phải trầm trồ. Chẳng hạn như các siêu phẩm tiên tiến được nhiều tờ báo lớn nhỏ khác đưa tin như sau. Vào buổi sáng ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức bàn giao TT-400TB số hiệu SQ-275 trước số 4 cho quân chủng Hải quân. Trước đó, tàu pháo binh quân sự băng số hiệu TT-400TB số 1 do công ty đóng tàu Hồng Hà thực hiện đã được bàn giao cho quân chủng Hải quân để đưa vào sử dụng vào sáng ngày 16 tháng 1 năm 2002. Đây là chiếc tàu quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu TT-400TB có chiều dài 54,1m, rộng 9,16m, lượng gian nước đầy tải là 480 tấn, tốc độ di chuyển tối đa là 32 hải lý trên 1 giờ, với tầm hoạt động là lên đến 2.200 hải lý. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, với khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9 và cấp 10. Đặc biệt, TT-400TB được trang bị các loại vũ khí khí tài hiện đại như là pháo AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch ta, hệ thống quang địa tử, các kho đạn pháo và tên lửa đạn đạo. Tất cả đều được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính sách cao, bảo đảm tác chiến cho mọi địa hình. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2012, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam và đại diện nhà máy Z-189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và hãng đóng tàu Damen của Hà Lan đã tổ chức lễ ấn mức hạ thủy và bàn giao tàu ZN-2000 dựa trên nguyên mẫu OPV-9014 mang số hiệu CSB-8001. Đây là tàu cảnh sát biển lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới và hạ thủy trước tàu này, đạt tiêu chuẩn cho Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu vũ trang Việt Nam. Từ trước đến giờ, tàu được thiết kế để hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, cấp 12 và có thể kéo các tàu khác ở độ choán nước hàng ngàn tấn trên biển. Vậy nên có thể nói ZN-2000 là tàu cảnh sát biển cơ lớn đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam hoàn toàn. Thân tàu dài 90m, rộng 14m, với độ cao mạn tàu là 7m. Khi hoạt động trên biển, ZN-2000 có thể đạt tốc độ hải trình tối đa là 21 hải lý trên 1 giờ, trong tầm hoạt động 5.000 hải lý. Đặc biệt là tàu còn mang theo một máy bay trực thăng K-28 của Nga và trang bị khác đi kèm. Đáng chú ý hơn, vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu tên lửa SQ-377 và SQ-378. Đây là loại tàu chiến đấu tên lửa hiện đại được trang bị, vũ khí điều khiển tự động có nhiều đặc tính ưu việt. Lần đầu tiên được triển khai đóng mới tại Việt Nam, cặp tàu tên lửa này thuộc chương trình đóng tàu 1241.8 do công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai thực hiện suốt thời gian dài. Tiếp đến là sự kiện công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 8002 vào sáng ngày 14 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là chiếc thứ hai được bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ. Tính đến năm 2020, hàng chục tàu tuần tra cao cấp Việt Nam đã được xuất ngoại sang tận châu Phi. Còn gần đây thì tại quân cảng căn cứ 696 Nhân Trạch Đồng Nai, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ tàu 381 là chiếc tàu tuần tra mang tên lửa diện hạm đầu tiên được đóng mới trong nước. Theo dây chuyển chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga, với sức cơ động cao và lực mạnh cùng khả năng tàng hình tốt, tàu 381 có nhiệm vụ tuần tiễu chính xác độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng tiêu diệt mục tiêu trên không trên biển khi cần bảo vệ chủ quyền. Theo đó, Việt Nam được trang tin Insider Market của Mỹ xếp vào vị trí thứ 7 trong danh sách top 15 cường quốc đóng tàu hiện đại trên thế giới, dựa vào dữ liệu do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cung cấp trong năm 2021. Cụ thể hơn là Việt Nam với tỷ lệ phần 100 số tàu đã đóng đạt 0,61% được xếp trên 8 nước,
góp mặt trong bảng danh sách vàng và xếp phía dưới Đức, Italia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng theo trang tin uy tín đánh giá, thứ hạng của Việt Nam có thể xếp vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí là thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ sau 3 nước đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong thời gian tới, bởi vì đất nước hình chữ F đã sở hữu tiềm lực đóng tàu khá mạnh với hơn 100 bến cảng và gần 20 nhà máy đóng tàu tiên tiến hàng đầu. Vậy nên có thể nói, những gì mà Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định là hoàn toàn có cơ sở. Ngành quốc phòng an ninh, đặc biệt là ngành đóng tàu Việt Nam đang từng bước khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế, cùng với năng lực thiết kế đóng mới, tàu chiến mạnh mẽ vô cùng. Theo đó, đất nước Việt Nam có thể đảm nhiệm được các chủ quyền lãnh hải Biển Đông, cùng với những con tàu chiến hiện đại bậc nhất, đồng thời tìm kiếm được nguồn ngoại thể không hề nhỏ khi trở thành nhà sản xuất tàu chiến chất lượng cao, giá rẻ được nhiều quốc gia trên thế giới săn đón. Có thể nói đến đây, nhiều người sẽ nghĩ rằng đừng tự hào quá viển vông, trong khi Việt Nam không sản xuất nổi con ốc vít. Thưa quý vị, thời kỳ mà Việt Nam không sản xuất được ốc vít đã xa rồi. Việt Nam không sản xuất nổi con ốc vít nhưng lại chế tạo được tàu thủy cao tốc lớn bằng 3 chiếc Boeing 787, chưa nói đến tàu quân sự. Mới đây, siêu tàu cao tốc Thăng Long được xem là tàu chở khách lớn nhất hiện tại trên biển ở Việt Nam. Giới thiệu trên website của đơn vị đóng tàu công ty 189 cho biết, tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 khách với chiều dài 77,46m, rộng 11,1m. Doanh nhân Đỗ Cao Bảo, một trong những thành viên sáng lập FPT trên trang Facebook cá nhân của mình, đã ví von độ lớn của tàu bằng 3/4 chiều dài sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, gấp hơn 3 lần chiếc máy bay Boeing 787 và lớn bằng 5 chiếc máy bay Airbus 321. Tàu Thăng Long được lắp 3 động cơ hiện đại bậc nhất thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất, với tổng công suất cao khoảng gần 12.000 mã lực, giúp đạt vận tốc lên tới khoảng 32 hải lý trên 1 giờ, tức là hơn 57,6 km trên 1 giờ. Không chỉ đóng tàu cao tốc Thăng Long, Việt Nam còn đóng ngực cả tàu chiến tuần tra mang tên lửa diệt hạm BPS-500. Trên tàu có 8 tên lửa hành trình, cùng tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và 2 ưu pháo phòng không. Không những đóng ngực tàu, công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn sáng chế được cả vệ tinh. Từ trước đến nay, việc nghiên cứu phát triển vệ tinh LiDAR chỉ dành cho những nền công nghiệp công nghệ lớn như Mỹ và Trung Quốc, còn những nước đang phát triển như Việt Nam thì đây được xem như là không tưởng. Thế nhưng mới đây, đất nước hình chữ F của chúng ta đã khiến cho cả thế giới phải bất ngờ. Khi có thông tin, Việt Nam đã phát triển thành công vệ tinh LiDAR đầu tiên của riêng mình. Theo đúng như dự kiến thì siêu phẩm trên sẽ được phóng lên bầu trời vào nước Việt Nam năm 2025 để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Vệ tinh Lotus-Sat 1, vệ tinh LiDAR đầu tiên của Việt Nam là bước đệm để người Việt Nam làm chủ công nghệ vũ trụ. Vệ tinh LiDAR đầu tiên trong lịch sử sắp vụt lên trời, bề phóng vừa lên dẫn đầu ASEAN. Theo tin tức mới nhất đưa ngày 20 tháng 1 năm 2024, tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, cơ quan thuộc Viện Hàn Lâm Quốc gia, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vệ tinh Lotus-Sat 1, vệ tinh LiDAR đầu tiên của Việt Nam được khởi động từ năm 2021, dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào khoảng tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Trung tâm Vũ trụ thông tin Lotus-Sat 1 có khối lượng khoảng 570 kg là vệ tinh quan sát trái đất với khả năng trục độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm bằng công nghệ cảm biến LiDAR khẩu độ tổng hợp. Vệ tinh này dự kiến sẽ hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao xất xỉ khoảng 500 km và có thể phát triển các vật thể có kích thước từ 1 mét trên mặt đất. Vệ tinh này có thể cung cấp ảnh vệ tinh theo 3 chế độ chụp ảnh. Chế độ điểm với độ phân giải không gian tốt nhất là 1 mét, chế độ dài với độ phân giải không gian 2 mét, chế độ chụp quét ở độ phân giải không gian 16 mét. Thời gian hoạt động của vệ tinh là trên 5 năm. Vệ tinh có tốc độ dữ liệu tối đa lên tới 832 MHz. Dữ liệu từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Có thể nói, một trong những tính năng nổi trội nhất của vệ tinh này là chụp ảnh ở mọi loại thời tiết nên nó phù hợp với điều kiện thời tiết nhiều mây và sương mù của đất ta. Do đó, vệ tinh này có thể đóng vai trò quan trọng nhằm ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trên biển. Các chuyên gia cho biết, dữ liệu ảnh thu nhập từ vệ tinh LOTTOSAT-1 sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách về một ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó để giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ vũ trụ là biểu tượng của quốc gia có trình độ phát triển kỹ thuật cao. Cuộc chạy đua vươn lên bầu trời chính là nơi các quốc gia thể hiện sức mạnh công nghệ tiềm lực quốc gia của mình. Việc thiết kế chế tạo sẽ diễn ra ở Việt Nam do đội ngũ người Việt thực hiện, đánh dấu bước ngoặt trong khả năng làm chủ công nghệ vũ trụ của người Việt. Sau LOTTOSAT-2, Việt Nam có thể vươn lên đứng đầu ASEAN về công nghệ vệ tinh,
với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ trong thế kỷ 21. Ngành vũ trụ của châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung đang phát triển bùng nổ, làm chủ công nghệ này có thể hỗ trợ kinh tế tăng trưởng, giải quyết được các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và nâng tầm vị thế quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Không những thế, trong tác chiến hiện đại, Việt Nam cũng từ chủ sáng chế sản xuất UAV, UCAV tiên tiến thế giới. Việc Việt Nam mua sắm loại vũ khí khí tải quân sự từ những các cường quốc hàng đầu thế giới, như Nga, Israel và Mỹ là điều đã không còn xa lạ. Bởi vì với ngành quân sự quốc phòng Việt Nam, nhưng đó chỉ là câu chuyện quá khứ. Khi 2 năm trở lại đây, Việt Nam không đặt thêm mua hợp đồng vũ khí nào từ nước ngoài, mà tập trung nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quốc phòng trong nước. Và ngoài các loại tàu chiến, vệ tinh, Việt Nam còn tự chủ được cả UAV hiện đại nhất thế giới mà đến Mỹ cũng phải chốt đơn hàng ngàn chiếc. Các loại máy bay không người lái hiện nay đã và đang trở thành một loại khí tải không thể thiếu đối với hầu hết các lực lượng chiến đấu dũng bánh. Bởi vì theo các chuyên gia quân sự cho biết, máy bay không người lái được gọi là UAV hoặc là drone có nhiệm vụ chính xác, giám sát, so thám, tình báo, theo dõi mục tiêu trên không, hỗ trợ lực lượng mặt đất, thu thập dữ liệu phi hành, xác định vị trí và chỉ thị mục tiêu chính xác theo thời gian thực khi dùng. Đặc biệt, nó còn có khả năng tiến công bằng vũ khí tự dẫn, điều khiển từ xa vào các mục tiêu trọng yếu, khủng bố phá hoại, tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương, hoặc tiến công cảm tử đơn độc và bầy đàn. Qua đó, UAV sẽ chế ấp làm nhiễu loạn các hệ thống chỉ huy thông tin liên lạc, hệ thống mạng và điều khiển cả vũ khí của đối phương bên ngoài. Đặc biệt, bên trên máy bay còn được trang bị cảm biến hỗ trợ và giả phá bom mìn. Vật liệu nổ, vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân nó hỗ trợ chỉ huy điều khiển thông tin liên lạc, chuyển tiếp chia sẻ thông tin đến các cơ sở chỉ huy của các cấp trong mọi giai đoạn tác chiến quan trọng hàng đầu. Ngoài ra, nó còn được sử dụng cho các nhiệm vụ huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, thu thập dữ liệu thông tin khí tượng, xây dựng bản đồ 3D, quan trắc địa hình địa vật, vận chuyển tiếp tế hàng hóa hậu cần kỹ thuật quân y, giải cứu tải thương, tuyên truyền. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến sức mạnh UAV trên chiến trường Ukraine, giá thành rẻ hơn nhiều tên lửa, khả năng phá hủy vũ khí, uy lực trên chiến trường, giảm thiểu tối đa thiệt hại về nhân lực là những yếu điểm khiến cho các bên tin dùng UAV. Chính vì thế mà hàng loạt các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung tích cực phát triển UAV loại này để nâng cao năng lực quốc phòng và sản xuất bán ra nước ngoài. Việt Nam, một quốc gia được coi là có nền quốc phòng non trẻ tham gia vào thị trường đầy tiềm năng này. Không phụ kỳ vọng, Việt Nam đã tự chủ nghiên cứu và sản xuất được UAV, đánh dấu bước ngoặt là nước đầu tiên trong Đông Đông Á tự nghiên cứu sản xuất được UAV, xếp sau là Singapore và Indonesia. Vì sao Việt Nam được xếp vị trí đầu tiên trong việc sản xuất UAV thì phải kể đến quá trình nghiên cứu và chế tạo UAV của Việt Nam là sớm nhất trong ba nước. Kể từ năm 1996, Việt Nam đã dự đoán được tình hình UAV sẽ là loại vũ khí dành cho chiến tranh hiện đại. Vậy nên, Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo những mẫu UAV đầu tiên. Việt Nam đã chế tạo thành công mục tiêu bay M-96. Đến đầu năm 2004, Việt Nam đã chế tạo được UAV phản chỉnh từ M-96 thành M-100CT, sau đó phát triển M-400CT. Hiện tại, Việt Nam đã có thể làm chủ được công nghệ UAV và đưa vào sản xuất thẳng loạt, thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài. Ví dụ như UAV Hera, hiện được bán tại thị trường Mỹ với giá là $58,000 trên một chiếc và được đánh giá có nhiều tính năng vượt trội so với sản phẩm cùng loại. Hai các loại sản phẩm UCAV do Viettel sản xuất, hai Chica được so sánh đánh giá ngang với những dòng UAV hiện đại của X-47B của Mỹ. Hiện tại, Viettel đang nghiên cứu nhiều sản phẩm hơn và đang phát triển loại UAV cẳng từ, các hạ cánh, thẳng đứng, đa nhiệm. Giai đoạn tiếp theo, Viettel sẽ nghiên cứu các dòng UAV cỡ lớn mang vũ khí. Mục tiêu đến năm 2025, Viettel sẽ phát triển các dòng UAV tiềm cận với thế hệ thứ tư sở hữu những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Kính thưa quý vị, Việt Nam hiện nay đã khác xưa rất nhiều, không còn là một nước nghèo nàn lạc hậu, đến con ốc vít cũng không thể sản xuất nữa. Hiện tại, chúng ta đang tự chủ nghiên cứu sản xuất nhiều các loại máy móc, thiết bị tiên tiến mang tính phức tạp cao, có thể khiến chúng ta tự hào không thua kém ai trong khu vực. Đó là cả một quá trình cố gắng học hỏi và cũng là sự thông minh bản lĩnh của người Việt Nam. Không có gì phải tự nhục, chúng ta tự hào không có nghĩa là chúng ta phô trương hay nói quá mà chúng ta cần phải hoan hô tinh thần ấy để khích lệ, động viên Việt Nam phát triển hơn nữa. Một sự công nhận từ công chúng, nhân dân sẽ đạt động lực cho Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng đi lên sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã từng mong ước. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại giữa bình luận. Các bạn thân mến, như một số video mà chúng tôi đã đăng tải gần đây,
về việc nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng nền quân sự Việt Nam không được phát triển, thiếu hụt trầm trọng những loại vũ khí hiện đại, thì đây rồi thưa quý vị, chuyện Việt Nam tăng cường mua sắm vũ khí trong những năm gần đây là điều mà phải khiến các chuyên gia rộng của Trung Quốc bất ngờ. Nhưng cụ thể hơn, Việt Nam đã bỏ túi cho mình những loại vũ khí siêu lợi hại gì thì không phải ai cũng rõ. Để rồi gần đây, ai nấy cũng đều phải bất ngờ trước lời bật mí của trang tin The National Interest về 5 loại vũ khí hạng nặng mà Việt Nam đang sở hữu trong tay. Nó khiến cho Hoa Kỳ phải hết lời khen ngợi, còn Trung Quốc thì phải đỏ mặt tía tai. Vậy, chúng bao gồm những gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ. Các bạn thân mến, cách đây chưa lâu, trang tin The National Interest đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý có tiêu đề nếu Việt Nam và Trung Quốc xảy ra chiến tranh, Bắc Kinh nên lo sợ 5 loại vũ khí này để bật mí những món hàng nóng mà đất nước hình chữ S hiện đang nắm trong tay. Cụ thể hơn là bài viết này đề cập như sau. Năm 1975, lực lượng vũ trang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh bại Việt Nam Cộng hòa, chiếm được Sài Gòn. Đến năm 1979, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm chiếm Việt Nam trong nỗ lực trừng phạt Hà Nội vì những hành động của họ ở Cambodia và vì sự liên kết của họ với Liên Xô cũ. Cuộc chiến trên kéo dài suốt một tháng liền, để rồi cuối cùng, Trung Quốc phải rút lui sau tổn thất nặng nề mà không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Tóm lại, Quốc đội Nhân dân Việt Nam có một lịch sử thành công trong quá khứ. Còn ngày nay, quan hệ Trung Việt một lần nữa đang ở mức cấp báo động khi Trung Quốc cho triển khai giàn khoan dầu khí của mình trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Vậy nên, nhiều chính trị gia Việt Nam trong đó có cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảnh báo với mối đe dọa xâm lấn của Trung Quốc trong tương lai tới đây. Vậy nếu chiến tranh nổ ra, Việt Nam có thể sử dụng loại vũ khí gì để đối phó với hỏa lực trực thăng? Hóa ra, Trung Quốc và Việt Nam mua sắm vũ khí ở cùng một nơi. Hầu hết các loại vũ khí mà Việt Nam sử dụng để chống lại hỏa lực đều nằm trong tay Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc sử dụng vũ khí tấn công và phòng thủ giữa hai nước là rất khác nhau. Nó là 5 hệ thống chiến đấu mà Việt Nam có thể triển khai để chống lại quân đội Trung Quốc một cách hiệu quả nhất. Việt Nam đang vận hành khoảng 40 chiếc Flanker Su-27 các loại và 20 chiếc khác đang được đặt hàng từ Nga. Ngoài nhiệm vụ phòng thủ không đối không, những chiếc máy bay này còn có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển của Trung Quốc bằng tên lửa hành trình tầm xa với độ chính xác khá cao. Kết hợp với mạng lưới phòng không tích hợp của Việt Nam, Flanker cũng như một số máy bay chiến đấu cũ hơn như là MiG-21, không chỉ phòng thủ tốt mà còn tấn công hiệu quả trước Trung Quốc thế mạnh người đồng. Các tàu ngầm lớp kilo hiện đại, ít tiếng ồn mà Việt Nam mua sắm từ Nga chính là một vấn đề lớn đối với Trung Quốc. Mặc dù người Trung Quốc cũng vận hành tàu ngầm kilo cũng như nhiều loại tàu ngầm khác, nhưng nó không hẳn sẽ vô hiệu hóa được tàu Việt Nam trước khi chúng có thể tấn công mục tiêu, nhất là khi tàu kilo của Việt Nam mang theo cả ngư lôi và tên lửa hành trình chống hạ có thể gây ra mối đe dọa lớn cho các tàu chiến Trung Quốc và các cơ sở ngoài khơi. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển một loại tên lửa hành trình đáng gờm như một phần của hệ thống A2AD của mình. Và cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam từ lâu đã theo đuổi nhiều loại hình phóng tên lửa hành trình tầm xa. Để rồi ra đây, Việt Nam có thể phó tán nóng từ máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm và các bệ phóng trên bờ khác. Nếu kết hợp lại, những loại tên lửa này có thể tấn công các tàu Trung Quốc bất ngờ từ nhiều hướng khác nhau, giúp áp đảo các hệ thống phòng không trên tàu của hỏa lục đây. Ngăn chặn các hoạt động phòng không của đối phương là một trong những nhiệm vụ có yêu cầu khắt khe nhất về mặt tổ chức và về mặt cá nhân hóa dành cho lực lượng không quân. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ đã làm được điều đó nhờ kinh nghiệm có được ở Việt Nam, Kosovo và Iraq cũng như thông qua các cuộc tập trận cực kỳ thiết thực trên sa mạc Nevada. Nhưng với Trung Quốc thì chưa chắc, nếu Trung Quốc không phát triển được chuyên môn cần thiết để đánh bại mạng lưới phòng không của Việt Nam, thì hệ thống tên lửa đất đối không của Việt Nam sẽ gây thiệt hại nặng nề cho phi công và máy bay hỏa lục. Bởi vì chúng ta nên biết rằng, hệ thống tiên tiến nhất trong mạng lưới phòng không của Việt Nam là S-300. Nó có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở phạm vi lên tới 75 dặm. Đặc biệt là các hệ thống phòng thủ điểm bổ sung có thể bảo vệ S-300 không khỏi sự tấn công. Nếu được sử dụng cùng với các máy bay chiến đấu khác, mạng lưới SAM sẽ gây ra khó khăn lớn cho những ai muốn tiến hành chiến dịch không kích phối hợp nhằm vào Việt Nam với chi phí có thể chấp nhận được chứ không quá cao. Chiến thuật chiến đấu độc đáo có 102 năm 1979, Trung Quốc cố gắng trừng phạt Hà Nội bằng cách phát động một cuộc xâm lược ồ ạt bằng bộ binh và thiết giáp vào các tỉnh Bắc Việt Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam khi đó đã xác định rằng mục tiêu trọng tâm của Trung Quốc là giao tranh và tiêu diệt các đơn vị quân đội giỏi nhất của mình. Do đó, Việt Nam đã tránh điều động các đơn vị chiến đấu hiệu quả nhất cho đến khi đội quân chủ lực được bố trí vào các khu vực phục kích tích hợp. Vậy nên cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Nhưng cuối cùng quân Trung Quốc đã rút lui và bỏ của chạy lấy người để bảo toàn tính mạng của bản thân.
Hiện nay, quy mô quân đội Trung Quốc và Việt Nam đều nhỏ hơn so với năm 1979, nhưng nó có vẻ chuyên nghiệp hơn khi được trang bị hàng loạt những công nghệ tiên tiến và được tổ chức tốt hơn trước đây. Trong đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được nâng cao trình độ học vấn của quân đoàn sĩ quan và được cung cấp các trang thiết bị đã trải qua quá trình nâng cấp đáng kể suốt thời gian qua. Dù điều này không làm cho quân lực Việt Nam ngang hàng với quân lực Trung Quốc, nhưng họ không nhất thiết phải đạt được điều đó. Nó cũng giống như những gì đã diễn ra vào năm 1979 khi mà Quân đội Nhân dân Việt Nam có lợi thế về không gian. Thêm vào đó, sự kiên cường của bộ binh Việt Nam thường xuyên được chiến đấu, cùng với chiến thuật du kích ở những địa hình khắc nghiệt đã ngăn cản được lực lượng Trung Quốc thực hiện một cuộc xâm lược lớn nhằm vào miền Bắc từ xa. Còn trong trường hợp khó xảy ra là Trung Quốc quy định trừng phạt Việt Nam bằng một cuộc xâm lược trên bộ khác, nước này sẽ phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng từ các cuộc phản công cơ giới hóa của đối phương, đặc biệt là khi Trung Quốc không thể giành được ưu thế trên không tại chiến trường Cam Lâu. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù quân đội Trung Quốc có quy mô lớn hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng đất nước hình chữ F đã nhiều lần chứng tỏ được khả năng tìm kiếm và tối đa hóa các lợi thế khác biệt trên vùng lãnh thổ của mình. Như vậy, có thể thấy rằng, Việt Nam đang nắm giữ trong tay các loại vũ khí khí tài hiện đại có khả năng phòng thủ hiệu quả và tấn công mạnh mẽ, kết hợp với đó là khả năng thao lược tài tình giúp Việt Nam đánh giá chính xác tình hình chiến trận để đề ra các phương án tác chiến khả thi. Chính sự kết hợp nhân nguyễn giữa các nguồn nhân lực có sẵn mà Việt Nam đã làm nên nhiều chiến công vang dội trong quá khứ, đồng thời tạo nên một tâm lý e dè cho những kẻ luôn manh nha xâm phạm chủ quyền của mình như Trung Quốc hiện nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc triển khai chiến đấu bằng tàu ngầm Kilo hay là hệ thống S-300SAM sẽ khiến Việt Nam tốn kém nhiều chi phí. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho mảnh an ninh quốc phòng của Việt Nam còn khá hạn chế nên đất nước hình chữ S không bao giờ muốn đối đầu trực diện với Hoa Lục Đông Dân. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đừng vì thế mà vội van đánh giá thấp tinh thần chiến đấu của Việt Nam. Nếu như Hoa Lục có những hành động quá trớn, xâm phạm đến vùng lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, đất nước hình chữ F vẫn sẵn sàng bỏ cả xương máu vì chủ quyền dân tộc quốc gia. Nhưng những gì mà chúng ta được chứng kiến suốt thời gian qua, Mỹ đã và đang tích cực xây dựng mối quan hệ hữu nghị thân thiết đối với Việt Nam. Thậm chí mà mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden còn đích thân đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 năm 2023 để nâng cấp mối quan hệ hai nước lên hàng cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện để mở ra một bước mặt phát triển mới cho cả đôi bên. Đi kèm với sự nâng cấp đó là rất nhiều lời hứa hẹn mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xã hội và nhiều vấn đề trọng tâm khác. Hoa Ta Hiểu còn nói rằng sẽ đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất chip lớn nhất nhì thế giới hiện nay. Nhưng tưởng rằng những thứ quá hời mà Mỹ đưa ra, Việt Nam sẽ ngả hẳn về phía mình. Nhưng không, đất nước hình chữ F vẫn không xem nhẹ mối quan hệ với bạn Nga lâu năm. Không chỉ tăng cường mua sắm vũ khí của Nga, mà Việt Nam mới đây còn nhận chuyển giao vũ khí lẫn công nghệ sản xuất hiện tại hàng đầu từ nước bạn. Nó khiến cho Mỹ phải sốc toàn tập, đồng thời đặt một dấu chấm hỏi lớn về lý do tại sao Việt Nam lại có hành động khó hiểu như trên. Vậy cụ thể hơn, Nga đã chuyển giao các loại vũ khí và công nghệ sản xuất gì cho Việt Nam? Tại sao Việt Nam lại ngang nhiên làm điều đó trước mặt Hoa Kỳ mà không sợ mất lòng ông lớn đây? Vâng, bí mật sẽ được chúng tôi bật mí trong video clip này hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Theo số liệu thống kê của tổ chức Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, từ năm 1995 đến năm 2021 cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 9,07 tỷ đô la vũ khí, trong đó Nga chiếm 7,4 tỷ đô la, tức là chiếm khoảng 81,6%. Con số trên đã đưa Việt Nam trở thành nước mua sắm vũ khí của Nga nhiều nhất Đông Nam Á, khi chiếm đến 61% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga tại khu vực tiềm năng. Còn trong năm 2023 vừa qua, nhật báo The New York Times của Mỹ đã tiết lộ một thông tin nóng sốt trong bản tin ngày 9 tháng 9 rằng Việt Nam bí mật mua một số lượng vũ khí lớn của Nga, với trị giá lên đến 8 tỷ đô la trong kế hoạch cải tiến quân sự kéo dài 20 năm, bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tin tức trên được lan truyền chỉ trước một ngày Tổng thống Mỹ đến Việt Nam thăm viếng và dự trù ký kết thỏa hiệp nâng cấp mối quan hệ song phương giữa hai kẻ cựu thù, từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược toàn diện theo mong muốn chung. Vậy rốt cuộc Việt Nam đã mua sắm những gì từ nước bạn? Hay bạn Nga đã chuyển giao các loại vũ khí và công nghệ sản xuất gì cho Việt Nam suốt thời gian qua? Chúng ta sẽ cùng điểm qua ngay sau đây cùng với các thông tin được tờ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam Online cho đăng tải như sau. Đầu tiên là chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo và chiến hạm 016 Quan Trung. Đây là hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Zephyrus 3.9 được biên chế tại Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân.
cặp đôi tàu chiến được trang bị 8 tên lửa chống hạm 3M24Y với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không Palma, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng với bốn phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Chúng có khả năng tàng hình và có thể tác chiến độc lập, hoặc hiệp đồng chiến đấu với lực lượng không quân tàu ngầm để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Ngoài ra, tàu chiến Z-Plus còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải. Vùng đã khuyên kinh tế một cách độc lập hoặc tác chiến theo biên đội, điều này giúp cho lực lượng hải quân của Việt Nam tăng cường được sức mạnh tối đa. Hai là tàu tên lửa báo đố Z-Plus 3.9 được trang bị các thiết bị phát hiện tàu ngầm đối phương, vũ khí chống tàu ngầm và máy phóng ngư lôi để chiến đấu hiệu quả với các mục tiêu trên không, trên biển, dưới nước. Bên trong tàu chiến có hệ thống động lực mạnh mẽ bao gồm hai động cơ tuyên bin khí có tổng công suất đạt gần 15.000 mã lực và động cơ Diadon 86B 8.000 mã lực vận hành mượt mà siêu êm. Tàu sử dụng hệ thống radar cảnh giới Positive Macrosdom và radar dẫn đường Mr. 212 Vigat. Kết hợp với đó là tổ hợp tên lửa đối hạng KS-35 Uloe. 3M24Y có tầm bắn đạt 130 km, được ví như là vũ khí tấn công chính của tàu chiến Nga. Dương tổ hợp pháo tên lửa Palma đặt ở mũi tàu bao gồm 2 pháo AO-18 TZ-6K-30 GSS-30mm và 8 đạn tên lửa dẫn bắn bằng laser Chosna-R. Trong đó thì tên lửa Palma có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu bay ở khoảng cách từ 200 đến 8.000m với tầm cao tối đa lên tới 3.500m hơn. Đặc biệt, phiên bản Jetpack 3.9 còn được trang bị sản đố cho máy bay trực thăng hải quân đa nhiệm K-27 Helix. Nó giúp mở rộng khả năng tác chiến, săn đầm và diệt hạng cho phiên bản K-27 nâng cao. Ba là công nghệ sản xuất tàu tên lửa Monia, một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn so với tàu Jetpack 3.9, nhưng Monia lại sở hữu sức mạnh hỏa lực chống tàu mặt nước không hề thua kém và thậm chí là có phần vượt trội hơn về mặt số lượng. Nó đang được Việt Nam từng bước nội địa hóa một phần để tiêu diệt các đội nhóm tàu chiến, tàu đội bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập, nhằm bảo vệ tàu nhà, thực hiện nhiệm vụ chính hiệu quả hơn. 4 là tàu ngầm Kilo được mệnh danh là hố đen đại dương, lại tàu chiến thuộc thế hệ thứ 3 này có lượng giá nước 3,1 nghìn tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý một giờ và lận sâu đến 300 mét với thủy thủ đoàn vùng 52 người. Tàu được lắp đặt các trang thiết bị công nghệ hiện đại, các tổ hợp vũ khí đa dạng và mạnh mẽ gồm sau ống phóng ngư lôi 533mm, min biển và tên lửa tấn công quáp tiên tím mực nhất hiện nay. Năm là máy bay tiêm kích Su-30 thuộc thế hệ 4, được phát triển từ dòng Su-27 và có hai chỗ mồi, mang bom và tên lửa dưới cánh. Nó cao 6,36m, dài 21,9m, sải cánh 14,7m, với trọng lượng tối đa khi cất cánh là 38 tấn, lùi dần về sau. Điều biết Su-30MK2 có thể mang tới 8 tấn vũ khí, các loại khi bay với vận tốc cực đại 2.600 km/h trong tầm hoạt động 3.000 km, nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Tầm hoạt động của nó có thể lên tới 8.000 km hoặc hơn. Trên máy bay được gắn radar phát hiện đến 15 mục tiêu để tổ chức tấn công, cùng lúc 4 mục tiêu bằng 12 quả tên lửa ở dưới cánh và thân. Chúng bao gồm tên lửa đối không, tên lửa chống hạm cao tốc và tên lửa chống radar. Cuối cùng là công nghệ sản xuất tên lửa được Nga chuyển giao cho Việt Nam để nước bạn sản xuất ra khoảng 3.000 quả tên lửa chống hạm KC-15. Theo trang Defense Blog, ngày 9 tháng 6 dẫn thông báo từ tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga KTAV cho biết, hãng này đã cung cấp cho Việt Nam 3 mẫu thiết kế của các phiên bản tên lửa khác nhau theo yêu cầu của đối tác. Chúng có thiết kế bên ngoài rất giống với tên lửa chống hạm 3M24Y KS-35Y Uran của Nga. Vì vậy, rất có thể KC-15 sẽ được áp dụng những công nghệ mới nhất của phiên bản Uran như cơ chế dẫn đường bằng tham chiếu vệ tinh, cũng như cơ chế tối ưu hóa quỹ đạo bay, giúp tầm bắn tăng lên tới 260 km dù kích cỡ tên lửa và đầu đạn không thay đổi. Những loại tên lửa này sẽ có nhiều không gian để chứa nhiên liệu và đầu đạn hơn so với Uran. Qua những gì vừa kể trên, có thể thấy là Nga đã và đang tích cực cung cấp cho Việt Nam rất nhiều loại vũ khí, khí tài và công nghệ sản xuất hiện đại, trong khi rất dè dặt hợp tác với Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng rất hào hứng đón nhận hảo ý của nước bạn, bất chấp chuyện Hoa Kỳ có thể vì đó mà cảm thấy không vui. Lý giải cho quyết định nêu trên chỉ có một, đó là vì mối quan hệ Việt-Nga là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, có truyền thống phát triển lâu đời khó ai có thể sánh bằng. Đối với Nga, Việt Nam là một người bạn đồng minh thân thiết, trung thành có cùng chí hướng trên con đường phát triển đất nước ổn định dài lâu. Vậy nên, Nga rất tin tưởng khi chuyển giao vũ khí và công nghệ sản xuất hiện đại cho Việt Nam mà không sợ nước bạn trở mặt vào một ngày không xa.
Còn trong khi đó, Nga đối với Việt Nam vừa là bạn bè, vừa cũng là người, ân từng giúp đỡ mình một cách không nề hà trong quá khứ cho đến hiện tại. Do đó, Việt Nam luôn dành một tình cảm sâu sắc cho nước Nga, giúp cho mối quan hệ hữu nghị giữa đôi bên được thắt chặt một cách bền vững. Nó khó lòng nào bị chặt đứt rời bởi bất kỳ một ai. Đây cũng là lý do vì sao mà nhiều chuyên gia dự đoán rằng trong thời gian tới, hai nước Việt Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề mua bán vũ khí. Nga sẽ còn chuyển giao cho Việt Nam nhiều hơn nữa các món hàng nóng trong sự hân hoan vô bờ bến của đối tác lâu năm. Theo đó, Việt Nam sẽ củng cố phô trương được sức mạnh của mình trước những kẻ đang lâng le, xâm lấn chủ quyền lãnh thổ để rồi từ đó ngăn chặn được nhiều ý đồ đen tối gây hại đến sự ổn định và phát triển của nước Nga hiện nay. Và đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để liên tục giao lưu với ekip của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.